Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. VinFast sẽ tham gia triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019. VinFast có khả năng sẽ xuất hiện tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019 diễn ra vào tháng 10 tới với các mẫu xe Fadil Lux A2.0 và Lux SA2.0 cũng như cả xe máy điện Clara. Theo thông tin từ một số thành viên VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam, VinFast sẽ tham gia triển lãm ô tô Việt Nam VMS năm nay. Nguồn tin cho biết VinFast đang trong quá trình hoàn thiện một số thủ tục để kịp cho sự xuất hiện lần đầu ở sân chơi lớn nhất trong nước. Những thủ tục này có thể gồm cả việc xác nhận từ VAMA, VIVA cũng như sắp xếp gian hàng trong khuôn viên triển lãm. Thông tin này hiện chưa được đại diện từ phía VinFast và ban tổ chức VMS xác nhận. Nếu như VinFast tới VMS, hãng xe Việt nhiều khả năng sẽ mang 3 mẫu xe là Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 tới. Ngoài ra, với việc phân phối xe Chevrolet tại Việt Nam, VinFast cũng có thể sẽ mang tới 2 mẫu SUV và xe bán tải Trailblazer và Colorado. Trước đó, vào tháng 7 năm 2019, theo công bố của ban tổ chức VMS, VinFast và Chevrolet không xuất hiện trong danh sách các hãng xe tham gia triển lãm. Taco là thành viên lớn nhất của VAMA cũng không tham gia VMS, đồng nghĩa với việc các thương hiệu Mazda, Kia, Peugeot, BMW, Mini không có mặt tại triển lãm. Theo công bố ban đầu, các thương hiệu có chỗ trong VMS năm nay gồm có Audi, Ford, Jaguar, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen và Volvo. Đồng thời, VMS cũng là sân chơi cho các thương hiệu thuộc các ngành phụ trợ, linh phụ kiện, phụ tùng và các ngành liên quan. VMS 2019 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hãng xe có một gian hàng riêng trong khuôn viên triển lãm. Trong năm ngoái, không gian trưng bày rộng nhất là của Mercedes-Benz. Lượng khách tham quan của kỳ triển lãm vừa qua ước tính khoảng 185.000 người. Đây không phải là lần đầu tiên VinFast có mặt trong một triển lãm. Vào tháng 6 năm 2019, VinFast đã mang tới 3 mẫu ô tô và một mẫu xe máy điện tới triển lãm về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ, Auto Expo tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi đó, những chiếc xe trưng bày chưa phải là bản thương mại. Việc vừa rồi VinFast không tăng giá bán các mẫu xe thương mại, gồm có VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0, có nhiều khả năng là VinFast muốn đợi qua kỳ triển lãm VMS năm nay. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.